Về dưới tiêu ôn đi Tina. Đó mà vô mới lạnh là bắt đầu nó nằm. Lại về dưới tiêu ôn. Trời ơi, giờ bé dữ quá kìa. Đó. Thôi bé về với Tion, bé hiền nha bé. Nó rất khôn thấy không chú? Người lạ là nó thật liền. Đây. Bé là giống rái cá có thể lai tạo ra được giống rái cá bạch tạng màu trắng rất đặc biệt. Ở Việt Nam không có giống rái cá này nha các bạn. Tina. Tì. Ồ. Tắt phim luôn. Tắt không cho nó tắt lầm con chó. Lắm con chó kia kìa. Thấy mặt em dễ thương không? Con chó đó, con chó bự kia nãy giờ tiêu con tới nó phải nhốt ở trong. Em liếc em nhìn em lừa mọi người coi có người nào quen không kìa. Làm em sợ quá em khóc luôn kìa các bạn ơi. Con chó.